Vâng, mình chào các bạn. Thì hiện tại Bonsai Đinh Vượng đang có mặt ở hội 1977. Thì năm nay hội 1977 sẽ ra mắt làng cây rất nhiều những tác phẩm mới lạ và rất là quý. Và cái không gian trưng bày của anh em 1977 đây quý vị ạ. Thì đặc biệt quý ở đây, Bonsai Đinh Vượng mới phát hiện một cây rất quý và rất đặc biệt và rất mới lạ. Thì hôm nay muốn chia sẻ cùng với khán giả, đồng hành cùng với Bonsai Đinh Vượng này là của anh Minh Dương. Em chào anh Dương nhá. Chào Đinh Vượng nha, chào quý vị các bạn, chào những người đam mê yêu cây cảnh tại kênh Bonsai Đinh Vượng nhá. Dạ. Hôm nay thì em đến đây thì em thấy một cái cây xanh đặc biệt mới lạ và rất quý. Thì hôm nay em muốn anh Minh Dương chia sẻ cùng với anh em yêu cây trên cả nước đúng anh. Thôi nhân tiện tại kênh Bonsai Đinh Vượng, Minh Dương cũng chia sẻ cho quý vị các bạn một cái tác phẩm cây xanh Thiên Hạc Kỳ Duyên. Dạ. Một cây xanh mà chắc có lẽ là lần đầu tiên cũng tham dự triển lãm, mà cũng là chắc hy vọng là chắc mình nghĩ là lần đầu tiên cũng tham gia những cái triển lãm ở Bắc như thế này. Dạ. Và cây này thì cũng giới thiệu qua là chủ nhân là em Tuyên Chu Hải Phòng. Em này cũng là mới chia cây được 1-2 năm nay. Và cũng phải nói là cây này thì nó là cực quý, và từ cái quý vật đã tìm được quý nhân. Anh có thể chỉ cho quý vị khán giả những cái điểm quý trên cây này được không anh? Thể hiện trước mặt quý vị ở đây là một cây xanh cổ lão, gọi là cây quá cổ. Một cây xanh mà nó thể hiện khi cảm quan những người yêu và đam mê cây nhìn vào biết là những cái cây là quá quý, và nó là, mình phải nói thế nào nhỉ, nó đặc biệt quý. Nó thể hiện được cái thân pháp, thân thủ, bệ rễ tay cành đều có những cái nét thời gian năm tháng, và tạo lên tổng thể một cái bố cục hoang hóa cũng như là tự nhiên như thế này. Do quá trình não hóa của thời gian tạo nên cái điểm quý nhất của cái cây này. Và quý nhất đây nó thể hiện những cái thân thủ u sùi cục lên, nó năm, do năm tháng thời gian, đây là những cái nó là đặc biệt quý, và đây nó sẽ là những cái cây sau này được rất là nhiều mọi người sẽ biết đến và khẳng định được thương hiệu của cái siêu phẩm này. Một trong những cây xanh mà mình là người rất đam mê và yêu cây, cũng hiểu biết một cây và cũng đã từng sở hữu những cây quý rồi, nhưng mà mình nhìn là mình mê luôn. Một cái cây mà vạn người mê như thế này thì thử hỏi trong làng cây cực kỳ hiếm, nó quá hiếm. Và nó sẽ là những cây làm nên được những cái thương hiệu cho nhà vườn. Mà những cái thương hiệu này nó sẽ tồn tại, nếu như những cái cây như thế này nó sẽ tồn tại rất lâu và tồn tại theo năm tháng thời gian, và chỉ có thể là khi gặp được người chủ nhân cây này mà đủ tầm và đi triển lãm nhiều và được công chúng biết đến, thì cây này là những cái cây sẽ nổi được lên thương hiệu trong thời gian tới đây. Một trong những cái cây mà phải nói là mình cảm thấy là độ quý, cực quý của nó, nó thể hiện nên cái nét mà quý vị đang nhìn đây, nó phải cực kỳ quý nó mới đạt được những tiêu chí như thế này. Độ sạch mịn, trùn nhũn u cục, nó thể hiện hết ở trong cái thân thủ của cái cây này. Đó là cái thời gian năm tháng này đúng không anh? Thể hiện nó rất là đây, rõ ràng đây. Đây là những cái mà không phải con người làm được lên, mà là thiên nhiên lâu ngày đã ban tặng, và thiên nhiên đã làm cho cái cây này nó được đạt được những cái yếu tố như này. Vậy theo anh thì một số cây, rất nhiều cây xanh quế, nhưng có nhiều cây cũng hàng nhiều năm tuổi, rất nhiều năm tuổi, thế nhưng nó lại không lên được những cái u cục như thế này, thì có lẽ đây là cái cây này có phải là có cái cơ địa nào của nó không anh? Nếu như cây này là một cái cây mà già u cục và thân thủ như này thì Minh Dưỡng lần đầu tiên, và mình cũng là nhìn thấy rất nhiều cây
xanh cũng như xanh cánh quê, nhưng mà để thân thịt như này nhá, vâng, thì lần đầu tiên mình nhìn thấy được cái cây cốt quý như thế này. À, còn nó như là thân là cứ dễ còn nó bố mạo đúng không? Phần xanh, xanh quê thì các bạn biết đấy, thì thân dễ nhiều, vâng. Nó không được cái cốt lạc như thế này, cốt đặc như này. Mà họ lại hay xanh quê hay nằm dáng làng đúng không anh? Đúng rồi. Thế mà cái cây này nó đặc biệt cái là nó đạt được cái yếu tố cốt đặc rõ ràng, mạch lạc. Thế thì thử hỏi rằng là ở Việt Nam mọi người nếu mà hiểu về cây và biết về cây, nhiều về cây thì hỏi rằng mấy cây được như thế này. Nhưng đặc biệt của nó là còn sạch bóng nữa cơ, sạch mịn nữa cơ. Chứ không phải là bảo là nó chỉ là cốt đặc không, có nhiều cốt đặc nhưng mà đặc lại không già này, đặc này không mịn này, đặc vẫn đục nham nhở này, thì cũng chưa phải là quý. Đây là quý được là do cái nó đủ yếu tố, nó độ mịn, độ già, độ u cục, độ cổ hóa, độ lão hóa, độ coi như là tổng thể. Và đặc biệt nó là cây này nó cũng lại đặt lên những cái đá thấm thủy này lâu đời rồi. Nó tạo lên cái đá thấm thủy này, các bạn nhìn xa ấy, thì nó lại tạo thành một cái con rùa đấy nhá. Cây bám một con rùa. Lại nhìn kia như con rùa. Ừ. Để cho quý vị ngắm như con rùa này. Kia nè. Cái này. Đây là phải nói là một những cái cây mà. Chào anh, quay xuống à. Mà mình dưỡng nhìn vào một cái là hút hồn người chơi. Phải nói là cái cây đạt những tiêu chí là một cây cảnh nghệ thuật vạn người mê. Cây này của em à? Anh Kiên chuẩn bị thật nhiều tiền để mua nhá. Ok. Cây vừa xuống đúng không? Vừa xuống thôi. À, để tiếp tục. Thân thủ em nhìn này, mặt nao nó cũng đẹp rồi. Cái u cục nó xịn. Vâng. Lại em vừa quay. Bành bẹ này. Cái thân bên này bộ rễ nó bệt này, ghê không? Nó hóa bệt này, nó không có một gọi là không tì vết này. Nếu mà thân cây xanh quê nhá mà đạt được những cái tỷ lệ như này là không có điểm trừ. Một cây không có điểm trừ. Thế thằng nào thấy nhiều anh em đánh giá cao lắm cái cây này này. Điểm qua rất nhiều quý vị khán giả mà từ khi mà mang đến đây rất là nhiều người bao đến đây xem ở cái khu 77 này, không ai không ngó qua cây này. Và rất nhìn rất là nhiều và đánh giá rất cao của một cái thân cốt của cái cây này. Thế theo anh Minh Dương thì cái chất liệu cái lá xanh quê như thế này có đạt chưa anh? Lại nói đến cái lá nhá. Vâng. Cái lá này cực đẹp và cái bông dăm này cũng thể hiện được là cái loại xanh quê này lá đẹp, không dăm dày, không bỏ dăm. Quý vị nhìn này, lá mũi hài, dăm rất dày, không bỏ dăm. Mà em đặc biệt này, cái cây này theo mình được biết là ở miền Nam, sau khi ở miền Nam rất là lâu đời rồi, bây giờ mới chuyển ra, em tuyên chu em mới sở hữu được, chuyển sang về Hải Phòng, mới được khoảng mấy tháng nay. À, thế là mới sưu tầm được mấy tháng nay rồi ạ? Ôi trời ơi này, như nhan thạch. Đúng là những cái báu vật còn sót lại trong nhân gian. Như con rùa này. Đấy. Đúng là ngồi trên rùa rồi. Anh Huy Rồng ơi. Chào anh Huy Rồng nhé. Anh. Hai cái súng à? Ui xồi. Nó nhìn như kiểu nhà ngọc ấy. Đến anh Minh Dương chơi cây quý và kỹ như thế mà anh hôm nay cần phải xịt xoa và đắm đuối trước cái tác phẩm này. Một cái cây mà phải nói là những tác phẩm này là vạn người mê rồi. Vâng. Hiếm lắm. Thế anh Minh Dương còn phải chỉnh sửa về cái tổng bóng này được không anh? Cơ bản là cây này thì phải mất độ đôi năm nữa thì bóng tán vẫn phải chỉnh sửa. Vâng. Dăm chi tay cành vẫn phải chỉnh sửa vam vít và nó đầy dăm hơn thì nó mới đạt được cái tiêu chí tổng bóng. Vâng. Vì bây giờ thì nó mới được điều chỉnh một vài lần nên là nó chưa đạt được cái tiêu chí về bóng. Phần ngọn này có thể là sau này họ phải nuôi to ra, nó rủ xuống thì nó nhìn nó đỡ. Bây giờ đang nhỏ, quả phúc đang nhỏ. Đang nhỏ đấy. Hơi cao. Còn một cái là còn phải có thời gian 5 tháng thôi. Thời gian 5 tháng để chỉnh sửa. Cây này nó thể hiện là thời gian 5 tháng đấy. Chính cái tác phẩm này nó thể hiện lên là cái thời gian 5 tháng và
cái đó là cái quý nhất trong những cái cảnh, và cái đó là cái mà con người không thể tác động được, con người không thể làm được về tuổi tác, vì sự phong hóa năm tháng thời gian nó thể hiện mới thể hiện được những cái nét như thế này, còn nếu không thì cũng sẽ không bao giờ thể hiện được những cái nét như này. Độ mịn xịn và trùn u thân thủ nó đùn lên như thế này là thể hiện qua năm tháng thời gian, và cái thời gian này là con người không thể tạo hóa được. Và đặc biệt nếu mà cây xanh quê mà đạt được như cái yếu tố này này thì rất là khoái, là mình rất là ưng, là những cái cây xanh ta xanh gọi mình gọi là xanh quê thì không bao giờ nó phá bệnh, đạt được tiêu chí như này. Những cái cây lan điền thì mình còn sợ bị phá bệnh, nhưng cây xanh quê mà đạt được tiêu chí như này thì lại không bao giờ sợ phá bệnh, nuôi thoải mái và càng ngày nó càng chùn nhũn lên. Đặc biệt là cái lá này nó như là lá móng, đẹp, rất đẹp mà không bỏ được răng. Nhiều yếu tố đấy anh nhỉ. Nó đạt được rất là nhiều nhiều yếu tố trong cái cơ địa cũng như cái chất cây của cái tác phẩm này. Thế tiên hạc kỳ duyên, cuối cùng tên là tiên hạc kỳ duyên. Đấy, cũng là phải nói là tiên chu phải nói là cây này mình nói là gì ạ? Quý vật tìm quý nhân. Đúng là rất nhiều những cái báu vật trong nhân gian thì cũng phải cơ duyên mới có được. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Dương đã chia sẻ cùng với anh em yêu cây trên cả nước anh nhé. Chào, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi nhé. Cảm ơn em Bonsai Đinh Vượng nhé. Dạ, vâng, em cảm ơn anh. Cuối cùng Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.